Để bắt đầu làm được cái tinh thể này á, chúng ta cần một vài cái cốc nhựa. Này rất là rẻ thôi, cái cốc này anh mua 10 ngàn được mấy chục cái lận. Đấy, cái quan trọng là đường phèn này, cái túi màu trắng này là đường phèn. Còn cái phần này chính là kali permanganate, các em có thể có nói là thuốc tẩy tím á, mua ngoài chợ rất là nhiều. Cái đường phèn này thì 5 ngàn là dùng được rất là nhiều rồi. Còn cái thuốc tẩy tím chỉ cần 2 ngàn một gói thôi. Đầu tiên á là chúng ta cần một cái phích nước sôi này. Cần phích nước sôi. Sau đó chúng ta chế cái nước nguội vào trong cốc trước. Cái cốc này cốc nhựa nên các em đổ nước sôi trực tiếp vào nó sẽ bị méo cốc ngay. Cho nên các em cần phải đổ một ít nước lạnh vào, nước suối, nước lọc cũng được, miễn là nó sạch. Sau đó đổ nước sôi vào một cái lượng vừa đủ để cho cái dung dịch này ấm ấm thôi. Và cái cành giá thể các em chọn á thì nó phải để cao hơn cái mực nước một chút nhá. Ở đây cái cành giá thể anh chọn là cái cành nhãn nhà anh vừa ăn xong và anh cắt cho nó nhỏ lại. Đó, giá thể bất kỳ cái gì cũng được, cành cây gì cũng được, miễn là nó vừa cái cốc. Và tiếp theo là chúng ta sẽ cho cái phèn này vào trong cốc. Các em nhìn anh pha chế này. Đầu tiên là anh sẽ cho trước một vài thìa vào trước đã. Đó. Ở đây thì anh bắt đầu cho vào 4 thìa trước. Các em thấy là nước nó sẽ ấm ấm thì nó sẽ hòa tan được cái phèn này tốt hơn để mình tạo thành một cái dung dịch bão hòa. Đó, các em khuấy này, khuấy đều lên, khuấy nhiều lên. Mình sẽ khuấy một lúc. Có vẻ như là nó vẫn đang còn tan được nữa. Khuấy càng lâu để nó càng tốt, khuấy mạnh lên để cho cái phèn này nó tan này. Anh sẽ tiếp tục cho phèn vào. Mặc dù là nó chưa tan hết nhá, chúng ta vẫn tiếp tục cho phèn vào. Và tiếp tục khuấy. Ở đây tầm phải 6 7 thìa phèn để đảm bảo cho nó là hoàn toàn bão hòa. Đó. Sau khi khuấy xong á thì đúng ra là các em nên để cho nó khoảng 15 đến 20 phút để cho nó lắng xuống. Nhưng mà ở đây anh làm luôn đấy. Chúng ta sẽ lấy cái phần nước trong ở phía trên và cái phần cặn ở dưới chúng ta sẽ không lấy nữa. Phần cặn này chúng ta bỏ. Đó, cho nên là chúng ta cần phải hai ba cái cốc. Đó, chúng ta đổ cái phần nước trong phía trên vào cái cốc cũ lại. Các em phải luôn đảm bảo là khi mà nó nhúng tinh thể thì trong cốc này nó không còn bất kỳ kỳ một cái cặn nào nhá. Nếu không tinh thể nó sẽ bám trên cái cặn đó và nó không bám trên giá thể của chúng ta đâu. Anh sẽ ướm thử lại này. Ok, anh sẽ để nuôi như thế này sẽ ổn thôi. Miễn là nó đứng được trong cái cốc là được. Sau đó chúng ta sẽ cắt cái gói thuốc tím này vào. Cắt gói thuốc tím này vào. Cái này 2 ngàn một gói, ở ngoài chợ thì nó rất là nhiều. Đấy, đổ hết phần thuốc tím này vào. Cái thuốc tím này thì nó tan rất là tốt trong nước cho nên là nó sẽ không tạo cặn đâu. Các em cứ yên tâm, cứ pha vào. Đấy, và chúng ta sẽ để như vậy. Để vào cái chỗ lặng này khoảng một đêm thì chúng ta sẽ lấy ra, các em nhìn anh lấy ra này. Đấy, các em thấy chưa? Sau một đêm nhá, sau khoảng 24 tiếng đồng hồ á, các em để cái nơi lặng, tức là nó không nghiêng ngả, nó bằng phẳng và tránh gió thì nó sẽ có những cái tinh thể nó bám trên giá thể của chúng ta như thế này. Là bám trên giá thể như thế này. Chúng ta để qua một bên và chúng ta sẽ pha thêm phèn vào trong cái nước này để cho nó nuôi cái tinh thể lớn hơn. Hiện tại thì do nó đã tạo tinh thể nên là phèn trong cái nước này nó đã giảm xuống rồi. Để nó sẽ rất là lâu cho nên là anh sẽ pha thêm phèn vào. Và các em nhìn cái cách anh làm này. Đầu tiên nhá, chúng ta sẽ đổ cái phần nước trong ở phía trên vào một chiếc cốc. Nó cũng sẽ tạo các cặn ở phía dưới đáy á. Thì chúng ta lấy cái phần nước trong ở phía trên trước. Đấy, các em thấy dưới đáy nó cặn này, nó có cặn đấy. Thấy chưa? Và các em cần chuẩn bị một chiếc cốc bằng sắt. Các em có thể là pha lại giống như cái lúc đầu pha á, nhưng ở đây anh tiết kiệm hơn thì anh sẽ lấy cái phèn cặn này anh sẽ bỏ vào chiếc cốc bằng sắt để anh nung nó lên. Còn các em có thể bỏ luôn cái cốc này, các em pha lại từ đầu. Giống lúc đầu anh hướng dẫn cũng được. Nhưng mà ở đây anh tiết kiệm một chút. Đấy.
Anh sẽ lấy cái phèn, cạn phèn này vào chiếc cốc bằng sắt. Đó, chúng ta tráng cái cốc đi. Các em phải luôn đảm bảo rằng khi mà các em ngâm giá thể thì trong cái chiếc cốc của các em á, hắn chỉ là một cái dung dịch, hoàn toàn là dung dịch và nó không có bất kỳ một cái chất rắn nào. Nếu không, phèn nó sẽ bám trên chất rắn và nó không bám trên tinh thể đâu. Và các em cần chuẩn bị một chiếc nồi này. Anh sẽ đổ một ít nước vào cái nồi này trước. Sau đó chúng ta để chiếc cốc bằng sắt này vào trong và tiến hành bật lửa lên cho nó nóng cái nước lên. Khi nước đã sôi á, đó thì các em thấy rằng cái cặn phèn trong cái cốc này nó sẽ tan hết luôn. Đó, nó sẽ tan này, nó tan nhá. Và chúng ta tiếp tục cho phèn vào cái lượng nước sôi này vào. Đây, chúng ta cho phèn vào cái lượng nước sôi này. Các em lưu ý phải cẩn thận nhé, đừng để cho nó tràn ra cái nồi. Đó, anh cho vào khoảng 3 thìa. Rồi. Và anh sẽ khuấy nhẹ. Vì nước nó này nó bị nóng cho nên là nó sẽ tan rất là tốt, tan rất là nhanh luôn. Đó. Sau khi sôi xong á thì chúng ta làm tiếp này. Chúng ta đổ phần nước trong lúc nãy vào chiếc cốc. Và cái cốc vừa nung xong này, nó sẽ rất là nóng, các em phải cẩn thận. Chúng ta sẽ đổ cái phần nước nóng này vào trong chiếc cốc nhựa. Đấy, các em lưu ý này, luôn luôn đổ phần nước nguội vào cốc nhựa trước để tránh việc là cái nước nóng nó vào cốc nhựa nó sẽ làm hỏng chiếc cốc nhựa của chúng ta. Rồi. Đó. Và sau khi đã hòa tan như thế này á thì các em lại để yên trong vòng 15 phút để cho nó lặn cái cặn xuống và chúng ta sẽ lấy mình cái nước trong thôi. Đó. Sau đó chúng ta tiếp tục cho cái giá thể của chúng ta vào và chúng ta để tiếp trong vòng khoảng 2 ngày. 2 ngày ok. Rồi, sau 2 ngày nhá, chúng ta cần thêm những cái sau này. Các em thấy sau 2 ngày này, các em thấy cái tinh thể nó đã rất là lớn rồi. Lớn rồi. Và anh sẽ lấy ra. Đây, đã hoàn thành rồi đấy. Anh lấy ra anh bỏ vào một cái khăn ướt, cái khăn giấy á, để cho nó thấm bớt nước ra cái khăn giấy, nó khô. Và trên trên bàn chúng ta anh lại mua thêm một cái lọ sơn móng tay nữa. Để bảo quản được cái này các em cần có sơn móng tay nhá. Để sơn nó lên, để khiến cho nó không tiếp xúc với không khí thì nó sẽ được lâu hơn. Và cái đáy, cái cốc lúc nãy á, anh sẽ cắt một vài tấm bìa anh dán vào. Anh sẽ dùng cái keo dán nến để anh dán các cái tấm bìa với nhau. Và dán vào cái đáy cốc để cho cái giá thể này có thể cắm vào. Nó sẽ dựng lên thành cái cây rất là đẹp. Chúng ta dùng keo dán nến thì nó sẽ chắc chắn hơn. Đó, dán các tấm bìa với nhau. Sau đó dán chúng vào dưới đáy của cái nắp. Để có một cái vị trí chắc chắn cho giá thể của chúng ta. Ok. Và anh sẽ dán cái đáy giá thể này với keo nến và cắm vào cái vị trí đó, cắm vào cái nắp của cái cốc để cho nó thành hình cái cây. Trước khi làm điều đó thì các em cần phải sơn, dùng cái sơn móng tay. Các em mua ngoài chợ cái loại này anh mua 5 ngàn đấy, 5 ngàn không biết có mắc không. Mua 5 ngàn và anh phết lên toàn bộ cái giá thể của chúng ta. Cái việc dùng sơn móng tay này á thì nó sẽ giúp cho tinh thể của chúng ta tránh cái việc tiếp xúc với hơi ẩm trong không khí, vì nếu như mà có hơi nước là nó sẽ hỏng mất và dạ và sẽ khiến cho nó giữ được màu. Nó các em cắm vào đáy các em thấy không, nó dính chắc chắn vào cái phần đáy cốc luôn. Và như vậy thì nó đã hoàn thành rồi. Các em có thể cho thêm một vài viên sỏi hoặc là giấy ở phía dưới đáy cho nó đẹp hơn nhá. Và cái này đã hoàn thành rồi. Thì chi phí để làm một cái này chỉ bao gồm mà 10.000 đường phèn này. Các em thể mua thêm hai gói thuốc tẩy 4.000 và thêm một lọ sơn móng tay 5.000. Tổng là 50.000 là các em có thể làm một cái tinh thể rất là đẹp. Và cái giá thể các em có thể tùy chọn. Đó, các em thấy nó đẹp không ạ? Rất là lung linh đúng không ạ? Và mới đầu thì chúng ta nên dùng cái phèn chua thôi để nó
rẻ và nó phổ biến để các em học cách làm tốt hơn đã. Sau này khi các em đã thành thạo á thì các em có thể hoàn toàn sử dụng các cái loại dung dịch khác như đồng sunfat này hoặc là KDP cho cái màu đẹp hơn. Và cái video của anh thì đến đây đã hết rồi. Chúc các em thành công và làm được những cái tinh thể thật là đẹp nhé. Và nếu như các em thấy video này hay hữu ích, các em có thể like, share dùm anh. Và có nhóm học hóa phía dưới nữa, các em có thể tham gia bất kỳ lúc nào. Anh và các bạn sẽ giúp đỡ các em học hóa tốt hơn. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở các video tiếp theo. Bye bye!